Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, xem tử vi chọn đời là việc nghiên cứu và tìm ra mối liên hệ giữa tuổi can chi, ngũ hành bản mệnh của mỗi người. Từ đó có thể đưa ra được những dự đoán tương đối chính xác về vận mệnh, công danh, sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe, xuyên suốt cuộc đời của quý gia chủ. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, Nam Mạng. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem ngay sau đây. Gia chủ Canh Thân sinh năm 1980, Nam Mạng, có cung mệnh thuộc cung Cấn, trực trừ, mạng thạch lựu mộc, cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà thanh đế cô quạnh, xương con khỉ, tướng tinh con chó sói, ông quan đế độ mạng. Có thể gói gọn cuộc đời Nam Mạng Canh Thân sinh năm 1980 qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này bởi vì lỗi số sinh dày ban đêm. Nếu mà sinh đặng đông xuân hay mùa vượng tướng ung dung thanh nhàn, tánh người nhờ ở hiền lương, gia đạo rời đổi, lương duyên không bền. Số người duyên nợ đa đoan, đời sau mới đặng phi quyền yến anh. Tuổi nhỏ chẳng đặng yên thân, trở về lớn tuổi mới yên thanh nhàn. Nếu mà niệm Phật tụng kinh, ngày sau con cháu phước lành hưởng lâu, tiền vận, nhà cửa đổi thay, nhiều lúc giàu có, khiến rồi phải tan. Tổng quan, Canh Thân Nam Mạng có cuộc sống ở mức khá, không dư giả quá cũng không thiếu thốn. Tài vận và địa vị có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển. Những người tuổi này thường được hưởng lộc, nếu đời sống tốt đẹp, sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vào ngày sau. Con cháu cũng nhờ đó mà được phần phúc thành đạt trong tương lai. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 71 đến 80 tuổi. Những người thật thà, ăn ở hiền lương, làm nhiều việc tốt sẽ tự khắc tuổi thọ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của Canh Thân Nam Mạng được chia ra thành 3 trường hợp sau. Những người sinh vào các tháng 5, 7 và 11 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới đến được với bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Canh Thân Nam Mạng sinh vào các tháng 2, 9 và 11 âm lịch là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời với ý trung nhân duy nhất của cuộc đời. Gia đạo công danh. Gia đạo của Canh Thân Nam Mạng thường có những đợt sóng ngầm. Nếu không bình tĩnh xem xét nhìn nhận những vấn đề xảy ra để tìm ra phương hướng giải quyết hợp lý nhất thì gia đình bạn sẽ luôn trong tình trạng rối rắm. Phải đến 35 tuổi gia đình mới hòa thuận, yên vui. Trong cuộc đời, công danh và sự nghiệp có nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân. Nhưng nếu không biết nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội, sự nghiệp có thể tan vỡ. Khi bạn bước vào tuổi 35 thì sự nghiệp ngày càng bền vững hơn, tài lộc vượng phát. Vào năm 45 tuổi, bạn sẽ kiếm được một khoản kích xù. Để kích vận trình công danh sự nghiệp ngày càng vượng phát, bản mệnh có thể sử dụng đấu pháp chiêu tài, vòng tam hợp trong phong thủy. Ở đây bản mệnh tuổi Thân nên sử dụng vòng tam hợp Thân, Tý, Thìn, vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua. Kết hợp với 3 viên đá mã não màu đỏ có khắc hình 3 linh vật Thân, Tý, Thìn mang năng lượng hội tụ, chiêu đón quý nhân tiền tài cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long Thân Tý Thìn cũng cần phải được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để có thể phát huy tốt nhất công năng tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn, Canh Thân Nam Mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Kỷ Mùi để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp trở ngại, dễ dàng thành công, mang lại nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, không phải lo nghĩ về bất kỳ một chuyện gì, tiền tài lúc nào cũng rủng rỉnh, công danh tiền đồ sáng lạn, rộng mở, thì Canh Thân Nam Mạng nên lựa chọn kết hôn với những người vừa hợp về đường tình duyên lại hợp về đường tài lộc như Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Kỷ Mùi. Vợ chồng vẫn mặn nồng tình cảm nhưng tiền bạc chỉ vừa đủ chi tiêu khi bạn nên duyên chồng vợ với các tuổi Tân Dậu và Đinh Mão. Kết hôn với những nữ mạng tuổi Giáp Tý, Kỷ Tỵ, Mậu Ngọ, Đinh Tỵ, cuộc sống vợ chồng hòa hợp cũng khó tránh khỏi mâu thuẫn, xích mích. Điều quan trọng là cả hai bên đều phải biết cách nhường nhịn, lắng nghe và chia sẻ với nhau để có thể giữ gìn mối quan hệ hòa hợp lâu dài.
vào những năm không tốt cho chuyện lương duyên như 18, 20, 30, 32 và 38, 42 tuổi. Vận mệnh của canh thân kém may mắn, bởi vậy không nên tiến hành những chuyện quan trọng như ăn hỏi, cưới xin. Canh thân năm mạng sinh vào các tháng 1, 3, 4 và 10, 12 âm lịch thường có nhiều chuyển biến mới mẻ trong chuyện tình cảm. Tuổi đại kỵ, những tuổi đại kỵ với năm mạng canh thân là Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Canh Thân, Mậu Dần. Trên phương diện kết hôn hay hợp tác làm ăn, bạn nên tránh kết hợp với những tuổi xung khắc, nếu không thì cuộc sống sẽ khó được như ý muốn. Tuy nhiên, vận mệnh của mỗi người không hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố tuổi tác. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì canh thân năm mạng nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thu về nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 27 tuổi đến năm 30 tuổi, vào năm 27 tuổi, chuyện tình cảm và công việc được khả quan, gia đạo êm ấm, hạnh phúc nhưng cần phải tránh xuất hành đi xa vào tháng 8. Sang năm 28 tuổi có nhiều triển vọng cho công việc, nếu xuất hành đi xa vào khung giờ hoàng đạo ở trên thì càng thu được nhiều kết quả. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi không được tốt, cẩn thận những điều tiếng không hay hoặc bệnh tật bất ngờ, có hạn vào mùa hè của năm 32 tuổi, đề phòng hỏa hoạn. Năm 33 tuổi, không nên quá tin tưởng ai đó kẻo bị họ lừa lấy hết của cải. Năm 34 tuổi, mọi chuyện có khởi sắc, bắt đầu thực hiện những dự định lớn. Năm 35 tuổi, mọi chuyện đều đạt kết quả tốt. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, bạn có hạn vào mùa xuân của năm 36 tuổi, chuyện tình cảm có tiến triển mới, mọi chuyện phải hết sức thận trọng vào tháng 9 năm 37 tuổi, kẻo có tai ách bất ngờ ập tới, có tài lộc về tiền tài vào tháng giêng của năm 39 tuổi. Năm 39 tuổi có nhiều triển vọng để bạn thăng tiến, đến năm 40 tuổi công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, vận may luôn song hành với bạn vào năm 41 và 42 tuổi. Chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo đau ốm, bệnh tật vào tháng 6 của năm 43 tuổi âm. Năm này bản mệnh gặp hạn tam tai, dễ hao tốn tiền của, tâm trí bất an, đi lại khó khăn, dễ gặp tai nạn bất trắc. Do đó, tốt nhất bản mệnh nên đề phòng và giảm thiểu vận xấu bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy hộ thân. Giới thiệu với quý vị gia chủ pháp khí chiêu tài nạp phúc cầu an hàng đầu của nhà Phật, mang tên Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật Pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước là biểu tượng bát bảo của nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc luôn được suôn sẻ, thuận buồm, sức khỏe an khang. Có vận hạn đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai qua, nạn khỏi. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy được công năng tối đa, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Từ năm 44 tuổi có chuyện vui từ việc học hành của con cái. Năm 45 tuổi tài lộc dồi dào, có thể tích lũy hoặc mua một căn hộ hay mảnh đất cho con cái sau này. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, tháng 10 của năm 46 tuổi có vận hạn, cẩn thận tai họa từ lửa. Năm 47 tuổi cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, kẻo ốm đau bệnh tật vào những tháng cuối năm. Vào những tháng giữa năm 48 tuổi của đi thay người. Năm 49 tuổi, đau ốm liên miên vào tháng 5 và tháng 6, kỵ xuất hành đi xa vào tháng 8 và tháng 11, nếu không sẽ rước vạ vào thân. Đến năm 50 tuổi, tận dụng tối đa những gì mình có cho công việc sẽ thu được kết quả xứng đáng. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, trong những năm này có nhiều chuyện vui từ con cái, công việc ở mức bình thường, có lộc về tiền tài vào năm 51 tuổi và năm 53 tuổi. Phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc vào tháng 9 âm lịch của năm 54 tuổi, kẻo gặp tai ách. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, không có biến động gì lớn hay quan trọng xảy đến trong những năm này. Mọi chuyện đều ở mức bình thường từ công việc đến gia đình. Cẩn thận, kẻo đau ốm vào năm 56 tuổi. Vào năm 57 tuổi, mọi chuyện bình thường, hài hòa. Năm 58 tuổi, mọi chuyện có phần hơi xấu, có thể bị mất của. Đến năm 59 tuổi, con cái mang lại cho bạn niềm vui. Thưa quý vị, trên đây là tử vi trọn đời của năm mạng sinh năm 1980. Nếu quý vị thấy hay và ý nghĩa thì hãy ấn like và share video này của chúng tôi để ủng hộ cho những người thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì chúc quý vị mạnh khỏe, tài lộc và bình an.